Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, sau 30 năm đổi mới và mở cửa với quốc tế, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thành công nhất trong khu vực. FDI đã trở thành khu vực phát triển năng động, đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng, bổ sung nguồn vốn quan trọng trong tổng vốn xã hội, tạo đà cho giai đoạn mới. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng thu hút FDI thời gian tới và những kinh nghiệm trong thu hút FDI như thế nào. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Trước tiên, mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn thành công trong thu hút FDI của Việt Nam. Với nhiều lợi thế như môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện thông thoáng, nguồn nhân công chất lượng cao, vị trí địa lý thuận lợi, Đồng Nai, một trong các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm, đã ghi nhận nhiều thành công trong thu hút FDI 30 năm qua. Đồng Nai là một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm với dân số là 3 triệu dân và 6.000 km2 và có cái vị trí địa lý rất là thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển công nghiệp và dịch vụ. Hiện tại chúng tôi đã có 35 khu công nghiệp với cái diện tích là trên 12.000 hecta và tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài là gần 1.400 doanh nghiệp với cái số vốn và đầu tư là khoảng 28 tỷ đô la Mỹ. Trong 30 năm qua, nhiều nhà đầu tư hàng đầu thế giới đã chọn Việt Nam là điểm đến và nơi mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới luôn là đối tác và nhà đầu tư dẫn đầu của nước ta. Cụ thể, Nhật Bản, một trong những nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, nền kinh tế với những công nghệ tiên tiến hàng đầu, luôn giữ vai trò là một trong những nhà đầu tư có nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất. Việt Nam là một trong những nước đạt được tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong khối ASEAN, là khối đang tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Trái ngược với Nhật Bản, dân số Việt Nam đang tăng và có nhiều công nhân trẻ trong các ngành công nghiệp khác nhau, trung thành và siêng năng. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Tokyo có công nghệ và sản phẩm xuất sắc, mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Việt Nam. Chỉ trong hơn 2 năm, kể từ năm 1988 đến tháng 5 năm 1990, đã có 213 giấy phép đầu tư được cấp, với tổng vốn đăng ký gần 1,8 tỷ đô la Mỹ. Tháng 6 năm 1990, sửa đổi luật đầu tư nước ngoài lần đầu tiên. Tháng 12 năm 1992, sửa đổi luật đầu tư nước ngoài lần thứ hai. Thu hút đầu tư nước ngoài đã nâng lên 459 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 5,28 tỷ đô la Mỹ. Trong giai đoạn này, vốn FDI tăng tốc, làn sóng đầu tư thứ nhất bắt đầu. Năm 1996, sửa đổi và ban hành luật đầu tư nước ngoài năm 1996, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực, nhịp tăng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện năm 1997 tăng 25%. Năm 2000 tiếp tục sửa đổi luật đầu tư nước ngoài. Năm 2005 ban hành luật đầu tư chung, thay thế luật đầu tư nước ngoài và luật đầu tư trong nước. Vốn FDI tăng mạnh trở lại, làn sóng thứ hai bắt đầu. Năm 2005 thu hút được 6,839 tỷ đô la Mỹ. Năm 2014 sửa đổi và ban hành luật đầu tư năm 2014, tạo một bước đột phá về tư duy. Bởi từ nay, doanh nghiệp và nhà đầu tư được làm những gì mà pháp luật không cấm, làn sóng đầu tư thứ ba bắt đầu. Năm 2017, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 36 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ năm 2009. Nên tôi cho rằng nhiều mặt tác động rất là tích cực cho cái lĩnh vực về đầu tư và lĩnh vực doanh nghiệp. Cho nên mà đó phải nói là tế bào của nền kinh tế. Khi mà tế bào lành mạnh, khỏe mạnh thì chúng ta thấy nền kinh tế nó có cái sức sống phát triển. Và tôi cho rằng hai cái luật này tác động rất nhiều vào cái chỉ tiêu cạnh tranh của mình với các nước. Thì cái chuyện thu hút đầu tư, chuyện đó là đương nhiên, cho nên chúng ta mới thấy nhiều dự án lớn và nhiều cái con số về các doanh nghiệp được thành lập cũng như là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau hơn 30 năm đón vốn FDI, từ năm 1988 đến nay, 63 tỉnh, thành phố của cả nước đã có hơn 26.500 dự án FDI đến từ 129 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2016, vốn FDI vào Việt Nam cao hơn dòng FDI vào các nước ASEAN khác, trừ Singapore. Tính theo tỷ lệ phần trăm GDP, dòng FDI vào Việt Nam đã vượt dòng FDI vào Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như vào các nước ASEAN lớn, trừ Malaysia. Riêng trong năm 2017, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đóng góp hơn 8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,1% tổng thu ngân sách nhà nước. Báo cáo năm 2017 của Tổ chức Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc đánh giá, Việt Nam nằm trong top 12 quốc gia thành công về thu hút FDI.
Tại hội nghị tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dù còn một số hạn chế tồn tại cần khắc phục hoàn thiện, nhưng nhìn chung, đầu tư nước ngoài là một chủ trương đúng đắn và thành công của Đảng và Nhà nước. Khu vực đầu tư nước ngoài là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam tự tin và tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương hợp tác thu hút đầu tư nước ngoài. Tại hội nghị tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thu hút đầu tư nước ngoài luôn song hành với sự nghiệp đổi mới và là sự cụ thể hóa, sinh động, chủ trương, mở cửa của đất nước. Trong tiến trình phát triển, đầu tư nước ngoài chính là nội hàm quan trọng của tiến trình hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao tầm vóc và vị thế quốc tế của Việt Nam. Trung Quốc, 60 năm hợp tác đầu tư nước ngoài, có thể khẳng định thu hút đầu tư nước ngoài là một chủ trương đúng đắn và thành công của Đảng và Nhà nước ta. Khu vực đầu tư nước ngoài là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế Việt Nam và đang đồng hành cùng lớn lên với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là những thành viên tích cực trong đại gia đình các doanh nghiệp Việt Nam, và Việt Nam tự tin và tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương hợp tác đầu tư nước ngoài. Lựa chọn không phải nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng mong muốn thời gian tới Việt Nam nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, nhà nước, xã hội và bảo vệ môi trường. Thủ tướng cam kết luôn lắng nghe và luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư để hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển bền vững. Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp quy mô lớn, công nghệ chất lượng cao, gắn với chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Trước cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các nhà đầu tư nước ngoài cho biết Việt Nam có thị trường lớn, chính trị ổn định, trong đó có nỗ lực cải cách hạ tầng, xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, môi trường thuận lợi cho mọi hình thức đầu tư, trong đó có đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đây là những cơ sở, động lực để các nhà đầu tư đến làm ăn lâu dài và đồng hành cùng Việt Nam phát triển. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều tiềm năng đầu tư trong việc xây dựng nguồn năng lượng sạch trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Cùng với đó, môi trường đầu tư ở Việt Nam rất hấp dẫn, đặc biệt là sự hỗ trợ từ phía chính phủ và địa phương. Vì vậy, chúng tôi đã đến đây để trở thành một phần trong đó. Những tiêu chí chúng tôi đánh giá là chỉ số minh bạch của chính phủ, hệ thống giáo dục, chất lượng trường học cho thế hệ trẻ, chi phí nhà ở, an ninh, mức độ lắng nghe của chính phủ, các quy trình thủ tục đầu tư. Việt Nam đã có số điểm khá tốt, vượt qua Indonesia, trở thành điểm đến của sự lựa chọn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh cải thiện môi trường kinh doanh, các chuyên gia cho rằng thu hút FDI của Việt Nam tiếp tục khả quan nhờ hưởng lợi khi có nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực về triển vọng cũng như cơ hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam là nước tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do nhất trong khu vực châu Á, sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam sẽ được hưởng các mức thuế xuất nhập khẩu hàng hóa tốt nhất. Đây là điều khiến cho Việt Nam trở thành một trong các quốc gia cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài. Ngay từ đầu tháng 10 đã có thêm 24 dự án được trao giấy chứng nhận tăng vốn đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn trên 11 tỷ đô la Mỹ. Các dự án này thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ xây dựng hạ tầng, năng lượng, công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, sản xuất nguyên phụ liệu dệt may. Trong đó, có nhiều dự án với tổng vốn đầu tư lên tới trên 1 tỷ đô la Mỹ như dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG với tổng vốn đầu tư lên tới 4 tỷ đô la Mỹ. Cụm nhà máy công nghiệp hỗ trợ cơ khí tại khu kinh tế Mở Chu Lai với tổng vốn đầu tư 1,34 tỷ đô la Mỹ. Dự án đầu tư xây dựng công viên phần mềm và cảng cạn ICD tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ. Dự án công ty cổ phần viễn thông di động Việt Nam Mobile về mở rộng đầu tư, xây dựng, nâng cấp và phát triển hạ tầng viễn thông mạng 4G, 5G với tổng vốn đầu tư tăng thêm 800 triệu đô la Mỹ. Dự án sản xuất điện gió với tổng vốn đầu tư 600 triệu đô la Mỹ tại Đắk Lắk. Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển hạ tầng với tổng vốn đầu tư 500 triệu đô la Mỹ của công ty cổ phần Đường Khánh Hội và công ty trách nhiệm hữu hạn Indochina. Điều này cho thấy Việt Nam đã và đang trở thành địa điểm đầu tư tin cậy và hiệu quả.
Thực tiễn thời gian qua cho thấy thu hút FDI chứng tỏ khu vực này ngày càng giữ một vị trí quan trọng, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, cạnh tranh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng gay gắt, việc thu hút FDI thời gian tới sẽ được Việt Nam xác định phải chuyển đổi theo hướng từ thu hút số lượng sang chất lượng. Với hơn 200 triệu đô la Mỹ, tương đương với 4.530 tỷ đồng giải ngân trong 3 năm và có kế hoạch mở rộng đầu tư lên 260 triệu đô la Mỹ để sản xuất các cấu kiện, linh kiện của động cơ máy bay. Việc nhà máy Hanwha Aero Engineer của công ty trách nhiệm hữu hạn Hanwha Techwin Hàn Quốc có mặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội có ý nghĩa hết sức to lớn, bởi đây là dự án đầu tư đầu tiên tại Việt Nam liên quan đến ngành công nghiệp động cơ hàng không. Hanwha là tập đoàn sản xuất động cơ và linh kiện máy bay duy nhất tại Hàn Quốc. Trong quá trình tìm kiếm vị trí cạnh tranh về kỹ thuật và giá cả, thì khu công nghệ cao Hòa Lạc tại Việt Nam là nơi đáp ứng được những yêu cầu như cơ sở hạ tầng, kế hoạch phát triển khu công nghệ, nên chúng tôi quyết định đầu tư vào đây. Trong 9 tháng năm 2018, không chỉ dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI với tổng số vốn đăng ký là 5,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 22,9% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu thu hút dự án có chất lượng cao, dự án có giá trị gia tăng lớn với hàm lượng công nghệ hiện đại, chất xám cao, làm ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Để phát huy vai trò dẫn dắt và điều phối phát triển của thủ đô, tạo sức hút mạnh về cung cầu, lan tỏa về công nghệ và tạo động lực cho phát triển kinh tế vùng theo sự chỉ đạo và định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội tiếp tục thu hút đầu tư trong và ngoài nước theo hướng mở rộng, hợp tác liên kết mạnh với các tỉnh, thành phố, xóa bỏ sự manh mún, dàn trải và tập trung để dần hình thành một hệ sinh thái, một cộng đồng khoa học công nghệ có thể tương tác chia sẻ dùng chung với các diện tích, với các tiện ích hạ tầng. Thành phố xác định một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tương tự trong chiến lược thu hút nguồn vốn FDI của mình, tỉnh Bình Dương, địa phương luôn nằm trong top dẫn đầu của cả nước về thu hút FDI, cũng xác định tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư các ngành nghề dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp, các ngành công nghiệp tạo ra giá trị sản phẩm lớn, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm dần các ngành nghề thâm dụng lao động. Với định hướng phát triển một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao, quy hoạch đô thị theo hướng thông minh và tạo nền tảng tiến lên nền tảng tiên tiến nền kinh tế tri thức, tỉnh Bình Dương hiện đang triển khai đề án thành phố thông minh trên cơ sở nghiên cứu mô hình đột phá thành công của các thành phố thông minh trên thế giới, nhằm hình thành một cơ chế hợp tác chặt chẽ và năng động giữa các doanh nghiệp, chính quyền và người dân, góp phần tạo ra sức mạnh đột phá và mang lại lợi ích hài hòa cho các bên trong quá trình phát triển. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu tổng quát thời gian tới là thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia sâu rộng vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngành và lĩnh vực tập trung ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào một số ngành lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất thiết bị y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, du lịch chất lượng cao, dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là các ngành nghề mới trên nền tảng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, một trong những mục đích thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chính là kỳ vọng được chuyển giao về công nghệ, tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế. Do đó, thời gian tới, các chính sách cần tập trung thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao, gắn với chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Ngành và lĩnh vực tập trung ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào một số ngành lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất thiết bị y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, du lịch chất lượng cao, dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là các ngành nghề mới trên nền tảng công nghiệp 4.0.
Với những định hướng mới, các chuyên gia kinh tế kỳ vọng dòng vốn FDI thời gian tới sẽ đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu và dẫn dắt khu vực kinh tế trong nước cùng phát triển. Do vậy, việc Việt Nam xác định rõ mục tiêu thu hút FDI và triển khai các giải pháp trong thời gian tới sẽ là yếu tố quyết định để đất nước có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Vâng, thưa quý vị, xu thế thay đổi thương mại theo hướng chậm lại đang tạo ra cạnh tranh lớn hơn cho các nước như Việt Nam. Việt Nam đã được hưởng lợi từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là một động lực mạnh mẽ cho dòng chảy thương mại, đồng thời trực tiếp sử dụng 2,4 triệu người lao động. Tuy nhiên, thì các nước láng giềng như Campuchia, Myanmar đang nổi lên là đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong việc thu hút việc làm, sản xuất tay nghề thấp. Do vậy, rõ ràng trong 30 năm qua, FDI đã làm được nhiều điều cho Việt Nam, mang lại nhiều thay đổi quan trọng. Nhưng trong những năm gần đây, thách thức lớn của Việt Nam để duy trì và mở rộng nguồn vốn FDI này là không hề nhỏ. Và làm thế nào để Việt Nam tiếp tục trở thành một điểm đến cho các nhà đầu tư nước ngoài trong các năm tới? Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên truyền hình VTV với ông Sebastian Ekas, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Morning, I'm Linh from VTV. Thanks for joining us today. Xin chào và cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi. Trong 30 năm qua, nguồn vốn FDI đã tạo nên sự thay đổi đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam. Theo ông, đâu là những thay đổi quan trọng nhất cho Việt Nam? Có thể nhận thấy nguồn vốn FDI đóng một vai trò rất lớn đối với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong khoảng 10 năm trở lại đây, kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Rõ ràng thấy rằng FDI đã có những đóng góp rất tích cực và quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam. Cụ thể, như nguồn vốn FDI chiếm khoảng 25% vốn đầu tư phát triển, khoảng 20% GDP và 70% xuất khẩu. Khu vực FDI trở thành một thành phần kinh tế chủ chốt của Việt Nam. Tôi chỉ đang nhấn mạnh chất lượng của việc đầu tư FDI. Rõ ràng, FDI không chỉ có nghĩa là đem nguồn vốn để đầu tư, mà một phần quan trọng hơn cả là việc góp phần xây dựng các nhà máy, chuyển giao công nghệ, cải cách quản trị, đem lại cơ hội tiếp cận thị trường từ các công ty quốc tế. Tôi nghĩ là Việt Nam đang làm rất tốt và tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn, thu hút nguồn vốn FDI. Tất nhiên sẽ vẫn còn rất nhiều tiềm năng, cũng như vẫn còn không gian cho nền kinh tế để khu vực FDI có thể đóng góp một cách sâu rộng hơn nữa. Ví dụ, cần tận dụng để liên kết các công ty trong nước và các công ty nước ngoài. Điều này sẽ giúp quá trình chuyển giao công nghệ được hiệu quả hơn và giúp các doanh nghiệp trong nước được vững vàng hơn trong cạnh tranh. Theo ông, đâu là những thách thức chính của Việt Nam trong việc thu hút nguồn vốn FDI trong thời gian này? Có thể nhìn một ví dụ cụ thể về môi trường kinh doanh của Việt Nam. Thứ hạng của Việt Nam trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh thế giới đã có những cải thiện liên tục và đã đạt được thứ hạng khá cao. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa và có thể có được một môi trường kinh doanh tốt hơn nhiều, vì còn rất nhiều tiềm năng, trong đó có việc giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp. Và đây có thể được coi là một trong những điểm mạnh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Và điều này rõ ràng sẽ tốt cho cả các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, bởi chính bản thân họ cũng sẽ được hưởng lợi nếu môi trường kinh doanh tốt hơn với chi phí sản xuất rẻ hơn. Vậy làm thế nào để Việt Nam có thể thu hút được vốn FDI nhiều hơn nữa trong thời gian tới? Tôi nghĩ là Việt Nam nên tiếp tục làm những gì mà Việt Nam đã và đang làm, như tự do hóa thương mại, tự do các dòng vốn đầu tư để đảm bảo các nguồn đầu tư nước ngoài dễ dàng vào Việt Nam hơn. Cùng với đó, Việt Nam nên tiếp tục củng cố các lợi thế cạnh tranh, nền tảng của mình như nguồn lao động trẻ và đang phát triển nhanh. Và tương ứng với đó, họ cũng là những người có được nền tảng giáo dục tốt hơn và mức thu nhập khá hơn. Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ đóng góp vào việc tạo nên một nguồn lực lao động có giáo dục tốt và có kỹ năng. Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi, tuy nhiên để biến lợi thế đó thành vốn đầu tư thì bạn phải có đủ cơ sở hạ tầng. Ví dụ bạn muốn xây một cảng biển thì đi kèm với đó bạn cũng cần phải xây dựng đường xá, giao thông, vân vân. Và bạn cũng cần phải có hệ thống quản lý đường biên giới tốt để có được những dịch vụ ra vào cảng biển đó tốt. Đó có nghĩa là khi bạn đầu tư thì luôn cần phải nghĩ đến sự kết nối và mạng lưới đi kèm. Và cuối cùng, Việt Nam cần tiếp tục cải cách về điều kiện kinh doanh, nên tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh. Một lần nữa rất cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi. Cuộc trao đổi của chúng tôi cũng đã khép lại chương trình Tiêu điểm Kinh tế ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.